Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong bản tin đặc biệt hôm nay, Minh Thúy xin gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Heather Stur về bối cảnh ra đời của lực lượng nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Và một kiểu nữ quân nhân đã được huấn luyện và đào tạo thành một nữ thiên thần mũ đỏ Việt Nam Cộng Hòa. Heather Stur là giáo sư thỉnh giải về lịch sử tại Đại học Southern Mississippi và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Dell Center. Bà là đồng tác giả của cuốn sách phối hợp với quân đội Hoa Kỳ xác định chủng tộc, giới tính kể từ Đại nhị thế chiến và là tác giả của cuốn Beyond Combat Women and Gender in Vietnam War Era. Trong chuyện viết, đã hơn một tuần kể từ khi bà Đặng Nguyệt Anh biết về cuộc tấn công của Việt Cộng ở tỉnh Phước Long, nằm ở phía đông bắc của thủ đô Sài Gòn, dọc theo biên giới Campuchia, nơi mà chồng bà đóng quân kể từ khi đơn vị của chồng bà được lệnh tới phước long bà vẫn không có tin tức gì từ ông và sự chờ đợi tin chồng một cách mỏi mòn đã nhanh chóng trở thành một điều canh cánh bên lòng nặng trĩu và nhiều hơn sức chịu đựng của bà vì vậy bà phải đón xe đò từ nhà ở sài gòn đến thị trấn đồng xoài nơi bà được một chiếc xe của quân đội chở đi đến căn cứ của chồng bà đang đóng quân trên đường đi, xe bị Việt Cộng tấn công, bà bị bắn vào hai cánh tay và bị gãy chân. Bà được chuyển về nhà thương ở Sài Gòn để điều trị. Từ dương bệnh ở Sài Gòn, bà Anh đã viết thư cho Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa để yêu cầu cho chồng bà là Trung tá Nguyễn Thanh Trắc được thuyên chuyển về Sài Gòn để ông có thể gần nhà và giúp đỡ chăm sóc cho sáu đứa con nhỏ của họ. Bức thư của bà viết vào giữa năm 1965 chỉ là một trong những bức thư mà Bộ Quốc phòng nhận được từ các người vợ lính hoặc là cha mẹ lính hay con lính yêu cầu người thân của họ được thiên chuyển về đơn vị gần nhà hoặc là chuyển tới các đơn vị tác chiến sang đơn vị hành chánh của quân đội ở Sài Gòn hay yêu cầu cho họ được giải ngũ. Đó là một tài liệu nổi bật, minh họa cho thấy sự mờ nhạt của biên giới tiền tuyến và hậu phương giữa người dân và chiến sĩ hoàn cảnh thực tế này đã trở thành chuyện bình thường đối với người dân miền Nam Việt Nam trong suốt giai đoạn chiến tranh. Những biên giới mờ nhạt đó là một vấn đề lớn đối với Sài Gòn. Nghĩa vụ bảo vệ hạnh phúc của gia đình là một trong những lý do làm thức thế cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Vào khoảng thời gian đó, khi Bộ Quốc phòng nhận được lá thơ của bà Anh, Bộ Quốc phòng đã thành lập binh chủng nữ quân nhân để giúp đỡ cho các gia đình có chồng và con trai đang chiến đấu. Đến năm 1967, đã có hơn 2.700 phụ nữ gia nhập binh chủng nữ quân nhân. Và chúng ta biết rất ít về những hoạt động của họ, hoặc là về những người có kinh nghiệm chiến tranh của phụ nữ miền Nam Việt Nam nói chung. Thậm chí, còn có nhiều phụ nữ tham gia vào các cuộc chiến khác. Những kinh nghiệm của phụ nữ cần phải được hiểu theo cách của họ, phải chiến đấu giữa hai mặt trận chồng chéo lên nhau, tiền tuyến và hậu phương. Nữ quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa không tác chiến. Thay vào đó, họ làm công việc hành chính, tình báo, quân báo và thám báo, cũng như y tế và các công việc xã hội. Giúp cho những người chồng không bị vương vấn vào chuyện gia đình, hầu có tinh thần chiến đấu để hỗ trợ cho gia đình của họ. Để trở thành một sĩ quan trong binh chủng nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, phụ nữ cần phải có túi tài một tức là phải học xong trình độ lớp 11 và phụ nữ tình nguyện gia nhập nữ quân nhân cần phải theo học ít nhất là 5 năm trong quân đội. Các sĩ quan của nữ quân nhân phải phục vụ 4 năm trong quân ngũ, các tình nguyện viên bắt buộc phải phục vụ 3 năm. Các tân binh chưa lập gia đình phải ở lại trong 2 năm đầu để phục vụ. Sau đó, họ có thể kết hôn và có con mà không bị giải ngũ các phúc lợi xã hội dành cho các nữ quân nhân bao gồm cung cấp chăm sóc cho con em, chăm sóc sức khỏe căn bản và thuốc men cho gia đình. Những phúc lợi này dành chung cho tất cả các quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nhưng đối với các nữ quân nhân, điều này cho thấy một trong những diễn biến của chiến tranh Việt Nam đã mở rộng vai trò giới tính mà không có sự khác biệt hoàn toàn dành cho nữ quân nhân. Và đó là vai trò đã thay đổi những sự giải thích từ một cuốn cẩm nang do Hội đồng Đối thoại Đối ngoại Việt Nam xuất bản với tiêu đề Phụ nữ miền Nam trong quân phục viết. Theo truyền thống, vai trò của người phụ nữ Á châu là một người thụ động. Bà Phương Thị Hạnh, tác giả của cuốn sách viết, bị giữ trong bối cảnh các cô gái được nuôi và dạy là một phụ nữ và bị phụ thuộc trong câu thành ngữ xuất giá tầm phu xuất phu tầm phụ để ở nhà chăm sóc chồng và gia đình. 20 năm trước đây, ý tưởng về một người nữ quân nhân thậm chí còn xa vời hơn so với một phụ nữ bác sĩ hay là luật sư. Nhưng nhiều năm chiến tranh đã đưa phụ nữ vào thế giới của người đàn ông. Một phần là do sự cần thiết, nhu cầu của chiến tranh, một phần là do sự lựa chọn. Và quả thực, nhiều thay đổi đang diễn ra. Sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, các nhà lập pháp đã đưa ra một dự luật trong quốc hội để cho tất cả các phụ nữ từ 18 đến 25 để gia nhập quân đội, nhưng bị các thành viên của phe bảo thủ tại quốc hội bác bỏ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cách khác. Những phụ nữ muốn chiến đấu có thể được đào tạo về vũ khí và quân lực của quân đội với các đơn vị nhân dân tự vệ tại địa phương của họ. Bà Hạnh ước tính rằng vào năm 1970, một triệu người phụ nữ phục vụ trong các đơn vị nữ quân nhân này có hơn 100.000 người trong số đó trong vai trò tác chiến. Ngay cả khi tiến hành các khóa huấn luyện và đào tạo để nâng cao khả năng cũng không giúp cho người nữ quân nhân có đủ điều kiện cho vị trí tác chiến. Mặc dù phụ nữ có thể phục vụ trong các vị trí tác chiến của quân lực nhân dân tự vệ. Nguyễn Hồng Nguyện, ủy viên của đơn vị nhân dân tự vệ ở Sài Gòn đã nói với bà Hạnh rằng phụ nữ phù hợp nhất cho vai trò hỗ trợ. Năm 1970, một nhóm phụ nữ thuộc lực lượng nữ quân nhân đã hoàn tất chương trình huấn luyện nhĩ dù vô cùng khó khăn, không khác gì chương trình huấn luyện của các nam quân nhân. Như như bà Hạnh đã mô tả về điều này trong cuốn sách nhỏ của bà như sau. Những cô gái can đảm, thích thú, những chuyện nguy hiểm, sẽ không được nhảy dù xuống những chiến trường. Thiếu tá Hồ Thị Vẽ, chỉ huy của Trung tâm huấn luyện lực lượng nữ quân nhân Việt Nam Cộng hòa cho biết, các nữ quân nhân đã thực tập các khóa huấn luyện nhảy dù chỉ để thể dục và cho vui. Lý do phụ nữ gia nhập quân đội cũng giống như nam giới. Trong số những phụ nữ bà hành phỏng vấn, một số người muốn góp sức chiến đấu, trong khi những người khác lại coi quân đội như là một con đường sự nghiệp vững chắc những phiêu lưu mạo hiểm cũng thu hút sự chú ý của một số nữ quân nhân khi bà hà thị tươi tốt nghiệp trung học bà gia nhập quân đội và được phân công làm việc tại căn cứ không quân thuộc phi trường tân sơn nhất trung úy tươi rất thích công việc của mình nhưng bà đã nhìn thấy nó như là một khúc quanh tạm thời cho cuộc sống của một người phụ nữ truyền thống bà đã đến hôn với một sinh viên kiến trúc và điều vị hôn phu của bà muốn là bà sẽ rời khỏi quân đội khi bà có một đứa con. Tuy nhiên, ngay cả những người nội trợ cũng có thể sẵn sàng chiến đấu cho quê hương. Các tạp chí của phụ nữ như tờ Phụ nữ mới đã khuyến khích độc giả nữ tham gia quân đội. Tạp chí này xuất bản hàng tuần ở Sài Gòn từ năm 1966 đến năm 1975, chủ yếu là tiểu thuyết, tư vấn, thông tin về thời trang, sắc đẹp và những người nổi tiếng một bài xã luận liên quan tới chính trị quân đội mà các phụ nữ có thể hỗ trợ cho quân đội. Bài xã luận giới thiệu phụ nữ trong quân đội và khuyến khích phụ nữ hiến tặng các đồ dùng cần thiết cho quân đội. Và sau cuộc tấn công tết Mậu thân năm 1968, các phụ nữ tham gia vào các chương trình nhân dân tự vệ tại địa phương. Các bài báo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng hành động chính trị của phụ nữ, đặc biệt là khi tiến hành cuộc bầu cử năm 1967, đưa tướng Nguyễn Văn Thiệu vào chức vụ tổng thống. Một bài xã luận vào tháng 7 năm 1967 khẳng định rằng phụ nữ cũng không kém phần quan trọng như nam giới trong việc bảo đảm nền dân chủ sẽ phát triển mạnh ở miền Nam Việt Nam. Một ấn bản vào tháng 9 tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của phụ nữ đối với tiến trình dân chủ Chủ nghĩa hoạt động chính trị của phụ nữ làm nổi bật sự tiến bộ và trưởng thành của miền Nam Việt Nam và bình đẳng nam nữ trong quân đội. Người phụ nữ mới được tham gia chính trị, nhận thức được hoàn cảnh khó khăn của những người kém may mắn và sẵn sàng giúp đỡ qua việc gây quỹ và các hình thức vận động khác. Hậu quả của chiến tranh đối với phụ nữ nông thôn không xa trong tâm trí của họ. Phụ nữ thành thị ở bậc trung lưu yêu cầu chính phủ đào tạo ra các chương trình để giúp đỡ cho phụ nữ nông thôn và gia đình của họ. Việc cải thiện cuộc sống của phụ nữ nông thôn sẽ giúp giải quyết một số vấn đề xã hội khác mà phụ nữ cần quan tâm. Nhà sử học Nelly Huỳnh Châu Nguyễn đã phỏng vấn một cựu nữ quân nhân về cuộc sống của họ sau chiến tranh và cô thấy rằng mặc dù họ tránh được cuộc đàn áp tồi tệ nhất của cộng sản Việt Nam, nhiều người trong số họ phải đối mặt với sự sách nhiễu của chính phủ mới và lực lượng an ninh của họ. Họ nhìn sợ hãi vì chồng và anh em của họ bị bắt và đưa đi đến các trại tù cải tạo. Một số phụ nữ đã trốn khỏi Việt Nam và phải mất một thời gian ở các trại tị nạn trước khi được định cư ở Úc hoặc Hoa Kỳ. Còn nhiều phụ nữ khác là vợ của các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa nhiều năm qua đã mất chồng trong các trại tù cải tạo cảm ơn quý vị đã theo dõi minh thúy xin kính chào mong gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới